Những chuyến du lịch luôn có một hấp lực mạnh đến nỗi ai cũng cố gắng thu xếp để được thực hiện ít nhất một chuyến đi hàng năm. Đánh vào tâm lý này, có rất nhiều cá nhân tổ chức đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn về du lịch giá rẻ, thậm chí là miễn phí, với mục đích lừa đảo du lịch để lấy tiền từ túi du khách. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ trở thành một trong các nạn nhân nhẹ dạ của họ. Đến khi giật mình nhận ra số tiền của mình bị mất oan thì đã quá muộn. Các chiêu thức lừa đảo của kẻ xấu khá đa dạng và tinh vi. Blog du lịch sẽ liệt kê dưới đây những chiêu thức lừa đảo trong du lịch. Đầu tiên là mời tham gia hội thảo du lịch. Đã bao giờ các bạn nhận được những cuộc điện thoại với lời mời tham dự hội thảo du lịch chưa? Nội dung đại khái sẽ là mời anh chị đến buổi hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí, với lời cam kết sẽ không có bất cứ lời chào mời mua bán nào trong hội thảo. Rất nhiều người siêu lòng trước lời mời hấp dẫn đó và không ngần ngại gật đầu ngay. Tuy nhiên, khi đã có mặt tại địa điểm đúng như thư mời, nhiều vị khách mới thấm thía chân lý, chẳng ai cho không ai cái gì. Đúng là bạn được tặng voucher của resort, khách sạn, nhưng để sử dụng voucher, thường là có giá trị trong 2 ngày 1 đêm. Các bạn phải ở ít nhất là từ 3 đến 4 ngày, hoặc điều kiện áp dụng voucher là phòng VIP với giá cao ngất ngưỡng và các bạn phải bù thêm số tiền chênh lệch giữa phòng VIP và phòng thường. Nhờ chiêu thức này, có rất nhiều tổ chức du lịch đã thu được món hời từ những vị khách hàng cả tin. Nếu không muốn mình trở thành một trong những con mồi, các bạn hãy từ chối ngay khi nhận được các cuộc điện thoại mời dự hội thảo du lịch. 2. Du lịch miễn phí để bán hàng. Các bạn nhận được lời mời tham dự hội chợ tại một thành phố biển và đơn vị tổ chức cam kết đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi. Nghĩ rằng chẳng mất gì nếu gật đầu đồng ý, bạn nhanh chóng thu xếp tham gia. Chắc hẳn bạn không nghĩ tới một loạt chiêu thức bán hàng khéo léo mà khách hàng rất khó lòng chối từ. Và điều gì chờ đợi bạn ở điểm du lịch tưởng chừng là mơ ấy? Những người bán hàng sẽ dùng đủ chiến thuật để bắt bạn phải móc hầu bao cho các món hàng đắt đỏ, có món còn quá đắt hoặc là không rõ xuất xứ. Nếu các bạn không mua thì sao? Sẽ không có chịu nếu đó, bởi đơn vị tổ chức đã ra thông báo là các bạn phải trả chi phí cho chuyến đi trong trường hợp không mua hàng từ hội chợ. Cuối cùng tính đi tính lại, khoản tiền mà các bạn bỏ ra mua hàng với giá đắt gấp hơn nhiều lần so với bình thường cũng xấp xỉ chi phí của chuyến đi du lịch, khiến các bạn mang ấm ức, bực bội trong người. 3. Du lịch với giá không đồng. Vì tò mò với tour du lịch siêu rẻ, thậm chí được quảng cáo là không đồng, có rất nhiều người đăng ký tour. Lịch trình của tour không ghi rõ là vào các điểm tham quan phải mất thêm phí. Thế là đến mỗi điểm, khách lại được yêu cầu đóng thêm một khoản tiền mới được vào tham quan. Chưa kể, tour còn đề nghị khách đóng tiền ăn vì giá tour chỉ bao gồm một bữa ăn một ngày. Đến lúc ra về, hướng dẫn viên du lịch tranh thủ chào bán các sản phẩm được giới thiệu là đặc sản của đất nước đó với giá trên trời. Họ dùng chiêu mua một tặng một hoặc là thẻ cào may mắn khá hấp dẫn, khiến cho rất dễ du khách bị mất ví. Kết quả là khi chuyến đi du lịch không đồng kết thúc thì cũng là lúc trong túi bạn chẳng còn một xu. Mới đây, lợi dụng lòng tin của những người cao tuổi, những người tự xưng là đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Ishiba Việt Nam sử dụng chiêu trò tour du lịch không đồng nhằm lợi dụng lòng tin bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Huỳnh Văn Tú, trưởng ban đại diện hội cao tuổi huyện Châu Thành, khẳng định với phóng viên đây thực chất là một hình thức lừa đảo. Ông Tú nhớ lại, vào đầu tháng 5 năm 2019 vừa qua, có một người tự xưng là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ishiba Việt Nam có trụ sở tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, tìm về các xã của huyện Châu Thành để tổ chức tour không đồng cho người lớn tuổi. Lấy lý do bị nhiều xã từ chối vì không có ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, nên nhân viên của công ty tìm đến ông Tú để xin ý kiến. Lúc này, một nhân viên công ty chìa cho tôi một phong bì và cố tình để tôi thấy có số tiền bên trong. Tôi đề nghị người này cất tiền, nếu không sẽ báo công an, thì những người này rút lại và bỏ đi. Tưởng họ sẽ không tổ chức nữa, ai dè, họ lặng lẽ đến xã Thành Long, dụ dỗ chủ tịch hội người cao tuổi này đứng ra ngấm ngầm tổ chức cho 170 người dân thuộc 3 xã Thành Long, Hòa Hội và Hòa Thạnh. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, công ty này đưa 6 xe ô tô đến đón người dân đưa sang Bình Dương tham quan. Bà T, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, là một trong 170 người của huyện Châu Thành có mặt trong tour du lịch không đồng cho biết, khi đang đến tham quan bảo tàng quân đội 4 thì bảo tàng đóng cổng, lấy lý do là ngày quốc tang, đại diện ban tổ chức dẫn người tham quan đến một hội trường đã được chuẩn bị sẵn với một số hàng hóa không rõ nguồn gốc như là nồi cơm điện, quạt máy vân vân. Với lời giới thiệu hoa mỹ của một người dân, chỉ xin 5 phút quảng cáo vì lý do chi phí quảng cáo trên TV rất đắt, khoảng 300 triệu đồng nên kết hợp cùng tour không đồng. Tổ chức tự xưng là đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ishiba Việt Nam bắt đầu đưa những con mồi cả tin vào trong đã chuẩn bị sẵn. Sau màn giới thiệu sản phẩm là màn công ty bắt đầu chào bán sản phẩm, tuy nhiên lại cấm được quay phim, chụp hình, thậm chí là cả nói chuyện riêng.
Ban đầu bằng màn chào giá 3 nồi cơm điện đa năng có giá là 4 triệu đồng một cái, sản phẩm sẽ giảm giá còn 2,3 triệu đồng một cái vì đang trong tour của công ty, thậm chí chiêu trò còn ngon ngọt tới mức sẽ ưu đãi tri ân cho khách hàng khi mua một sản phẩm tặng một phiếu mua sản phẩm có giá trị tương đương. Lúc này, hai con chim mồi được công ty cài vào bắt đầu mồi chài. Một người đàn ông đi trong đoàn đã giơ tay đăng ký mua, tiếp đó hai người trong đoàn giơ tay đăng ký mua sản phẩm này. Sau khi trả 2,3 triệu đồng, một người được phát một phiếu quà tặng. Chỉ vài phút sau, người của công ty đến đề nghị đổi lấy phiếu rồi trả 2,3 triệu đồng cho cả ba người mua. Thấy vậy, người trong đoàn hào hứng đăng ký mua càng ngày càng đông để được phiếu giá trị tương đương giá trị sản phẩm. Thế nhưng sau khi ăn trưa, nhiều người đã mua hàng quay lại đánh quà thì hội trường đều trống không. Hỏi nhân viên công ty đưa đoàn đi tham quan, nhưng người này trả lời đã quay về đổi quà nên công ty dọn hàng và họ không có trách nhiệm giải quyết gì hết. Bà T nhớ lại. Chiêu thứ tư là chiêu lừa khách bị mắc kẹt. Mục tiêu chiêu lừa này nhắm đến không phải bạn mà là bạn bè và người thân của bạn. Một số kẻ lừa đảo sẽ lần la tìm kiếm tài khoản cá nhân của họ trên mạng xã hội, sau đó gửi thông báo rằng họ đang đi du lịch. Sau đó, kẻ đột nhập đăng nhập vào tài khoản của người đó, rồi gửi một tin nhắn với bạn, nói là đang bị mắc kẹt ở nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức. Với mối quan hệ thân thiết sẵn có, bạn sẽ dễ dàng được người thân cho vay tiền không một chút nghi ngờ. Không khó để nhận ra bạn sắp bị móc túi từ trò lừa đảo tinh vi này. Nếu một ngày đẹp trời, bạn liên tục nhận được tin nhắn hối thúc mượn tiền từ người quen vì lý do mất tiền khi đi du lịch, hãy tỉnh táo xác minh độ tin cậy của tin nhắn. Ngược lại, nhằm tránh kẻ xấu lợi dụng bạn để rút tiền của người thân bạn, đừng nói với cả thế giới mình đang đi du lịch, dù bạn đang đi thật. Đồng thời cần nâng cao cảnh giác khi đăng nhập vào email và tài khoản mạng xã hội cá nhân. 5. Tài xế lừa đảo. Người tài xế xe taxi hoặc là xe túc túc nói rằng đồng hồ bị hỏng và báo giá quá cao. Các tài xế thông báo cho các bạn rằng điểm đến của các bạn, một khách sạn, một đền thờ, bảo tàng, quán trà đã quá đông hoặc đóng cửa và đưa bạn đến địa điểm thu hút theo ý của anh ta. Anh ta sẽ tính tiền cao hơn. Cộng với khoản hoa hồng, đó là một trong những thủ đoạn móc túi của khách du lịch. Cách phòng tránh, hạn chế gọi taxi từ đường phố, nên thuê một chiếc taxi được cấp phép chính thức. Biết tổng chi phí của chuyến đi bằng cách hỏi người bản địa hoặc là tham khảo giá vé trực tuyến và cần xác nhận rằng đồng hồ taxi có hoạt động hay không. Sử dụng Google Maps để bắt người lái xe trung thực và đi đúng đường. Ngoài ra hạn chế dùng tiền mặt. Sáu, tai nạn giả. Một người qua đường hắt vào bạn một thứ chất lỏng hay gia vị gì đó, trong khi bạn đang kiểm tra vết bẩn, một cái đồng lõa sẽ móc túi của bạn. Kẻ hắt nước vào bạn cũng có thể cố gắng đang làm sạch cho bạn, là một chiến thuật nghi binh khác. Các mánh khóe làm du khách mất tập trung khác, bao gồm một người già ngã, một phụ nữ, em bé gặp khó khăn hay là một vài tình huống tương tự như thế. Cách phòng tránh, bảo vệ tất cả các vật có giá trị của các bạn trước khi ra ngoài trong ngày. Ví dụ, cất ví trong các túi chống cắt, có khóa hoặc là trong các túi ẩn để ngăn cản hành vi trộm cắp vặt. Lờ đi những người đang cố gắng giúp bạn và không cầm, sờ nhặt, đụng chạm bất kỳ đồ vật nào có giá trị nào vô tình nhìn thấy trên đường. Trong kịch bản tai nạn xe, hãy đợi cảnh sát đến. 7. Quà tặng miễn phí. Một người đàn ông trong trang phục tu sĩ Phật giáo buộc một vòng tay quanh cổ tay của bạn. Một người lạ tặng bạn một nhánh hương thảo. Một người phụ nữ tặng bạn hoa. Một người khuyết tật người Viking tặng cho các bạn một gói khăn giấy. Bạn sẽ nghĩ một lời cảm ơn sẽ đủ. Không. Người được gọi là người tặng quà muốn có tiền và bạn không muốn trả tiền sau khi nhận đồ, người đó sẽ làm loạn lên. Cách phòng tránh, không bao giờ chấp nhận quà tặng không mong muốn. 8. Hàng hóa bị hư hỏng. Bạn thuê một chiếc xe máy, ô tô và bị buộc làm hỏng phương tiện. Các công ty cho thuê đòi tiền cho việc sửa chữa. Hãy lưu ý rằng thiệt hại có thể là có thật, mặc dù các bạn không đáng trách. Một nhân viên có thể theo dõi bạn và cố tình làm hỏng tài sản cho thuê khi bạn không để ý. Cách phòng tránh, thuê qua một công ty có uy tín, chụp ảnh chiếc xe trước khi bạn rời khỏi cơ sở và để mắt đến việc thuê xe của các bạn mọi lúc. Nếu bất đồng leo thang, hãy liên hệ ngay với cảnh sát. 9. Tiền giả. Cửa hàng đổi tiền cho bạn đưa bằng tiền giả hoặc tiền cổ. Một tài xế xe taxi, nhà hàng hoặc là nhà bán lẻ nói rằng bạn đã trả tiền bằng tiền giả, chuyển tiền thật của bạn sang tiền giả, hoặc bạn đã nhận tiền lạ, không phải như tiền đổi. Cách phòng tránh, làm quen với hình thức tiền tệ và chỉ đổi tiền thông qua một số nguồn hợp pháp, chẳng hạn như ngân hàng và khách sạn. Luôn kiểm tra số lượng tiền so với biên lai. Trong trường hợp nhân viên quẹt một vài hóa đơn, thanh toán với mình giá nhỏ hơn và không bao giờ vội vàng giao dịch. Để tránh đổi tiền hoàn toàn, hãy sử dụng thẻ ATM tiền tệ hoặc là ATM trả trước.
10. Lời mời đáng ngờ. Một người dân địa phương muốn luyện tiếng Anh hoặc là cần giúp viết thư bằng tiếng Anh. Người đó sẽ đưa bạn đến một cửa hàng nơi một nhân viên gây áp lực cho bạn để mua một cái gì đó. Người lạ mời bạn đến một quán trà, nhà hàng hay là một quán cà phê, và cuối bữa ăn hoặc là khi uống xong, người phục vụ đưa ra một hóa đơn cắt cổ và khăng khăng rằng bạn phải trả nó. Một người khuyết tật hoặc một nhân viên từ thiện muốn bạn ký tên thỉnh nguyện và quyên góp tiền cho mục đích. Một kẻ đồng lõa có thể trộm ví của các bạn trong quá trình tương tác. Một nhà điều hành tour du lịch giả cung cấp cho các bạn một chuyến tham quan, không bao giờ thành hiện thực. Cách phòng tránh: không bao giờ chấp nhận lời mời từ người lạ, dịch vụ lạ hoặc là cam kết với các cá nhân không rõ lai lịch. Chỉ tham gia các tour với các nhà hoạt động được cấp chứng chỉ. 11. Thông tin lừa đảo. Một tài xế ra hiệu với bạn, cho rằng bạn có vấn đề với chiếc xe của mình. Bạn nghe theo và bị cướp. Một người tài xế taxi hoặc là một người đi bộ hướng dẫn cho các bạn đến một văn phòng vé tàu hỏa hoặc là vé xe buýt mà bán vé không có thật. Người bạn của họ điều hành văn phòng giả. Một người nào đó đóng giả làm nhân viên khách sạn, gọi phòng cho bạn và nói quầy lễ tân có vấn đề với thẻ tín dụng của bạn. Một kẻ mạo danh giả vờ là một sĩ quan cảnh sát, bí mật sẽ phạt bạn vì tội không có thật. Cách phòng tránh: luôn nắm được các thông tin về dịch vụ của mình đang sử dụng. 12. Trò chơi vỏ sò. Một người chơi game giỏi chơi trốn tìm với vài ba cái cốc và một quả bóng. Người chơi đặt cược vào vị trí vòng tròn. Cộng sự đóng vai trò là khách du lịch đoán chính xác. Hoặc kẻ cầm đầu vụ lừa đảo này cho phép một vài người thực sự giành chiến thắng. Cuối cùng, kẻ lừa đảo sẽ gỡ bóng hoặc trả tiền cho người chiến thắng bằng tiền giả. Kẻ móc túi cũng lang thang trong đám đông. Cách phòng tránh: đừng lại đến xem và tuyệt đối không tham gia chơi. 13. Đổi đồ và đồ nhái. Người bán bày bán một số mặt hàng cao cấp, chẳng hạn như ví da hoặc đồ thời trang, bạn đồng ý về giá cả. Sau khi trả tiền, người bán thay thế món hàng đó bằng hàng nhái. Một cách khác, sản phẩm này là hàng giả từ đầu. Một cổ vật với một lịch sử phong phú đã thực sự được thực hiện ngay ngày hôm qua. Hoặc là một viên ngọc quý hóa ra giá trị không có thật. Cách phòng tránh: đừng mua các phụ kiện thời trang cao cấp hoặc đồ cổ từ những người bán hàng rong hoặc là các cửa hàng có vẻ ngoài mờ ám. Chỉ mua hàng hóa từ các đại lý và cửa hàng có uy tín để cung cấp được tài liệu xác thực. Cuối cùng, người lạ sẵn sàng giúp đỡ. Một người lạ tiếp cận với một cặp đôi hoặc một gia đình và tình nguyện chụp ảnh nhóm. Bạn đưa máy ảnh hoặc điện thoại thông minh của bạn và người đó bỏ chạy với nó. Một người địa phương hỏi bạn có cần trợ giúp với ATM không và sờ vào thẻ ngân hàng hoặc là móc túi của các bạn khi bạn trả lời. Cách phòng tránh: không bao giờ tin người lạ với máy ảnh hoặc điện thoại của các bạn. Và trên đây chính là 14 chiêu lừa đảo thường xuyên gặp nhất với khách du lịch trong khoảng thời gian gần đây. Hy vọng qua video này, các bạn sẽ có được những kinh nghiệm bảo vệ mình trước những mánh khóe lừa đảo đó. Chúc các bạn sẽ có được một chuyến du lịch thú vị, an toàn và nhiều niềm vui. Đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.